Ruan Blend là sản phẩm bổ sung whey protein với công thức tiên tiến, hỗ trợ xây dựng và phát triển cơ bắp vượt trội. Được nghiên cứu và sản xuất bởi thương hiệu Ruan, là một thương hiệu trẻ nổi tiếng khắp thế giới bởi chất lượng sản phẩm vượt trội và giá cả vô cùng phải chăng. Là một sản phẩm bổ sung protein với sự kết hợp hoàn hảo giữa ba nguồn protein tinh khiết, hấp thu nhanh để phát triển cơ bắp toàn diện. Ruan Blend bổ sung 24g protein từ whey hydrolyzed, whey isolate và whey concentrate hỗ trợ xây dựng và phát triển cơ bắp vượt trội. Dầu BCAA và glutamine phục hồi cơ hiệu quả. Tinh khiết, ít tạp chất, mùi vị tự nhiên và thơm ngon dễ sử dụng. Thời điểm sử dụng Ruan Blend tốt nhất là vào lúc sáng sớm ngay khi vừa ngủ dậy và ngay sau khi vừa tập luyện xong. Mỗi lần dùng, bạn hãy pha một muỗng với 250-300ml nước lọc. Để biết thêm thông tin về sản phẩm cũng như giá và các chương trình khuyến mại của sản phẩm, các bạn có thể truy cập vào website wayshop.vn hoặc comment ngay dưới bài viết để biết thêm chi tiết.